Ngựa đẹp, khi thời gian tới hồi thiên bản, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta được ơn làm nghĩa tử, để chứng thực anh em là con cái Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến người trong lòng anh em mà kêu lên hát ba cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa.